Hey, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đồng hồ Tân Tân sẽ đem đến cho mọi người bộ sưu tập đồng hồ pin quạt mới nhất năm 2020 của Citizen, có mã là BE917, một phân khúc đồng hồ giá rẻ của Citizen. Bộ sưu tập này sẽ phù hợp với các bạn đang tìm cho mình một chiếc đồng hồ chính hãng, giá cả phải chăng, tiện lợi và chính xác. Chiếc đồng hồ này nằm trong bộ sưu tập phone mới nhất 2020 của Citizen, được hệ thống bên mình nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam, có giá chỉ từ 4 triệu cho phiên bản trên tay mình. Và mình sẽ để lại link của bộ sưu tập ở bên dưới cho anh em tiện tham khảo. Với bộ sưu tập mới nhất này, chúng ta sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới và bộ máy với nhiều ưu điểm vượt trội hơn, cho thời gian sử dụng pin lâu hơn và đặc biệt là sử dụng vật liệu chế tác hoàn toàn thân thiện với môi trường. Bộ sưu tập Citizen Phone 2020 này được đầu tư tỉ mỉ về các chi tiết mặt số. Với các phiên bản trên tay mình có mặt số được hoàn thiện bằng các vân xoáy 3D hướng về trung tâm của đồng hồ. Với thiết kế 2 kim rưỡi, các kim được làm thanh mảnh hơn. Phía dưới góc 6 giờ là súp đeo nhỏ hiển thị cho kim dây. Tất cả các kim và cọc số được làm bằng thép không rỉ và được mã BVD có màu sắc khác nhau cho các mặt số khác nhau. Trên góc 12 giờ là tên thương hiệu Citizen được đặt to ở giữa. Về tổng thể thì chiếc đồng hồ này có size mặt là 39mm, độ dày là 9.8mm và độ rộng dây là 20mm. Với kích thước và độ dày này sẽ phù hợp với các bạn có cổ tay nhỏ từ 16cm. Kính trang bị cho chiếc đồng hồ này chỉ là kính khoáng cứng và độ chịu nước là 5 ATM, tương đương với 50m nước. Vỏ và dây đeo của đồng hồ được làm bằng thép không rỉ 316L và được hoàn thiện bằng phay bóng hoàn toàn. Phần vỏ của đồng hồ là thép đặc nguyên khối, còn phần dây đeo được làm rỗng thôi, nên cảm giác trên tay chiếc đồng hồ này cũng không nặng tay lắm. Tuy chỉ là dây rỗng nhưng cũng được Citizen hoàn thiện rất là tốt cho phân khúc đồng hồ pin như thế này. So với các dây đồng hồ được làm từ thép cuộn thì mình thấy dây này sẽ đẹp hơn. Về tổng thể, bộ sưu tập này sẽ phù hợp với các bạn đang tìm một chiếc đồng hồ chính hãng, giá cả vừa phải một chút, đến từ một nhà sản xuất lâu đời của Nhật Bản. Một chiếc đồng hồ với thiết kế thanh lịch. Vừa rồi là cảm nhận của mình về chiếc đồng hồ thuộc dòng BE917 mới nhất này của Citizen. Nếu các bạn thấy chiếc đồng hồ này thế nào thì hãy để lại một comment bên dưới. Và đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.